Hi, xin chào mọi người, it's me again, Hậu Phúc, Bạch Kê, David và Trung Nguyễn present. Ok, bữa giờ chắc có lẽ các bạn đã thấy cái story hoặc là post của tụi mình về việc tụi mình sẽ collab với nhau. Nhưng mà các bạn có lẽ chưa thấy một cái hình ảnh nào đó tụi mình đứng trong chung một khung hình. Thì ngày hôm nay tụi mình quyết định là làm một cái vlog nhẹ nhẹ, sương sương, tình cảm cho mọi người. Và sẵn đây thì cũng là làm một cái video ngắn để gửi lời chào đến các bạn. Thứ nhất mình sẽ nói là sắp tới là tụi mình sẽ cùng nhau cutting và sẽ làm một program tụi mình đó là To Shred. Thì cái program này tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn về dinh dưỡng, tập luyện, supplement, everything mà tụi mình làm trong quá trình cutting của tụi mình. Và thứ hai là cái điểm thứ hai là gì? Mời Trung nói. Và cái điểm thứ hai mà Trung với Phúc muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái group To Live To Share. Tụi mình đều là admin hết, thì những bài post của các bạn thì Trung và Phúc muốn với bạn post những cái bài mang tính gọi là chia sẻ và mang lại những cái giá trị cho những bạn xem ở trong cái group đó. Thì những bài viết của mấy bạn thì Trung và Phúc sẽ review qua trước khi định để cho mấy bạn post lên. Thì cái mục đích là để lọc những cái bài nó không có liên quan đến PR bản thân quá nhiều, cũng không có gọi là show off gì ở trên group hết. Thì cái group này cái giá trị của nó đó là chia sẻ ha mấy bạn. Nếu bạn nhớ chung đó là chia sẻ, to live to share là như vậy. Thì để mà giữ cái diện tích của group thì mấy bạn sẽ post những cái progress của mấy bạn trong vòng 12 tuần cutting cùng với Trung và Phúc lên trên group đó ha. Và một điều cuối cùng tụi mình muốn gửi đến các bạn đó là về cái việc khi tụi mình làm cái chương trình này tụi mình cũng rất là băn khoăn, đó là sẽ kiểu như là sẽ nhiều bạn sẽ nghĩ rằng cái việc tụi mình làm nó có thể là có những cái sai sót. Tụi mình cũng rất băn khoăn vấn đề đó, nhưng mà tụi mình vẫn quyết định là tiến hành, bởi vì tụi mình muốn đem đến cái kinh nghiệm là cái thứ nhất, thứ hai đó là cái kiến thức của tụi mình, và thứ ba là mình muốn chia sẻ. Cho nên là mình muốn nhắc lại cho mọi người là khi tụi mình làm cái program này, tụi mình sẽ dùng hết tất cả những gì tụi mình có để chia sẻ cho mọi người, những bạn chưa biết hoặc những bạn còn thiếu cái hiểu biết về nó. Tụi mình sẽ không đảm bảo với các bạn một điều là gì? Là những cái gì tụi mình chia sẻ là dựa trên kiến thức tụi mình gom góp được và dựa trên kinh nghiệm tụi mình tập luyện. Thì Phúc cũng đã tập luyện rất là lâu rồi và Trung cũng tập luyện cũng một thời gian rất là dài. Thì đó là những gì mình tích góp được, tập hỏi được ở trên mạng cũng những cái trang nước ngoài và gom góp lại và để chia sẻ với bạn trên group. Nên là hy vọng mấy bạn có những cái gì sai sót, mấy bạn chia sẻ lại, mấy bạn đóng góp ý kiến, thay vì là chúng ta sẽ chỉ trích ở trên group. Chúng ta cái group mục tiêu không phải là như vậy, chúng ta chia sẻ, Trung và Phúc đều gọi là dồn hết tâm huyết để chia sẻ với bạn. Thì mấy bạn cũng như vậy ha, cũng chia sẻ ngược lại cho Trung và Phúc những cái bạn biết và những bạn ở trong cái group đó biết nữa. Nên đó là cái mục tiêu của cái group. Tại vì tụi mình đã thấy những cái việc, cái vấn đề mà gây war với nhau hay là chỉ trích nhau rất là nhiều. Mà tụi mình á, tụi mình biết rằng á, cái bộ môn này rất là phức tạp, thứ hai là kiến thức của nó rất là rộng. Đó là kiến thức thì không bao giờ mà có cái giới hạn của nó. Cho nên là sẽ có những người sẽ có những cái giới hạn của họ và có những cái sai lầm. Cho nên là mình muốn nếu như tụi mình có những sai sót gì, các bạn hãy feedback lại và có thể giúp tụi mình sửa vấn đề đó. Chứ đừng tạo war hay là bất cứ cái gì. Mình không muốn tạo một group gọi là show off hay là một group đa cấp của mình và chung, mà mình muốn tạo một sân chơi chia sẻ nè. Ok, các bạn hãy nhớ là bọn mình sẽ để cái link group ở bên dưới. Nếu ai mà chưa tham gia thì tham gia đi nha. Ok, và Trung và Phúc cũng sẽ để cái link channel của cả Trung và Phúc ra đi Fit Việt Nam và Trung Nguyễn Present ở dưới đây. Nếu mấy bạn của hai channel mà chưa subscribe cho Phúc và cũng như cho Trung thì các bạn nhớ vào xem video và subscribe cho Trung và Phúc nha. Đây là cũng là một cái lời gửi gắm của Trung và Phúc đến với những bạn ở trong group. Thì Trung hiện tại đang là một nhân viên văn phòng và cũng muốn theo Phúc cutting và làm một cái program chung với lại Phúc để share đến mấy bạn ha. Thì hy vọng là có thể follow được Phúc trong cái thời gian này. Okay. Cũng khá là căng thẳng đó, thì hy vọng là mình sẽ follow được với Phúc ha. Peace.